Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu trường quốc tế Columbia tại Canada. Trường được thành lập từ năm 1979 tại thành phố Hamilton. Trường đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những trường tư thục nội trú tốt nhất tại Canada với phương pháp tiếp cận giáo dục độc đáo được gọi là hệ thống chăm sóc giáo dục toàn diện. Trường quốc tế Columbia đã mang lại cho các sinh viên khắp thế giới những chương trình sống, những cái kinh nghiệm sống và học tập trong một môi trường hướng tới thành tựu cao nhất trong phát triển cá nhân và học vấn. Địa điểm thuận lợi trong thành phố Hamilton, thân thiện, an toàn. Các bạn không mất đến 1 giờ lái xe là có thể đến Toronto hoặc là thác Niagara. Hiện nay trường có khoảng 1.500 sinh viên từ 66 quốc gia trên toàn thế giới. Đội ngũ giáo viên có khả năng, có năng lực chuyên môn cao với trên 40% giáo viên có bằng tiến sĩ hoặc thạc sĩ. Đặc biệt, mối quan hệ đặc biệt với các trường đại học danh tiếng tại Canada, Hoa Kỳ, Anh và Úc. Các ưu đãi dành cho sinh viên tốt nghiệp tại Columbia bao gồm học bổng miễn giảm yêu cầu về tiếng Anh. Thành tích xuất sắc của trường là 100% sinh viên nhập học tại các trường đại học uy tín trên thế giới. 70% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học Toronto, Waterloo, v.v. Trường cung cấp các chương trình từ trung học cơ sở lớp 7, lớp 8, chương trình trung học phổ thông lớp 9 đến lớp 12, chương trình dự bị và chương trình chuyển tiếp đại học và các chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên quốc tế với mức học phí hợp lý trung bình từ 15 tới 17 ngàn đô một năm. Học sinh chỉ cần hoàn tất lớp 6 với điểm trung bình từ 7.0 trở lên và có khả năng tiếng Anh trung cấp hoặc là sơ cấp. Ngoài ra, trường cung cấp ký túc xá cho sinh viên với nhiều loại phòng với chi phí trung bình từ 1 tới 2.500 đô một học kỳ. Để biết thêm thông tin chi tiết về du học Canada hoặc các trường cao đẳng, trung học, đại học tại Canada, các bạn có thể gọi tới số 0838484879 hoặc đến trực tiếp văn phòng công ty tại địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 để được tư vấn miễn phí. Các bạn cũng có thể truy cập website tandaiduong.edu.vn để có thêm nhiều thông tin về các trường tại Canada. Xin chào các bạn.